Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, chương trình truyền hình của chúng tôi hôm nay gồm có các tin chính như sau. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Chúa Nhật ngày 28 tháng 7 2019. Đức Thánh Cha sẽ có các quyết định tốt cho Thượng Hội đồng Giáo mục vùng Amazonia. Chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha Francisco được coi là chuyến tông du quan trọng nhất. Tòa Thánh kêu gọi lắng nghe tiếng kêu than của các dân tộc Trung Đông. Các vị lãnh đạo Tòa Thánh hành hương Mễ Du. Giáo hội Công giáo có bao nhiêu vị Thánh? Tòa Thánh kêu gọi thực thi hiệp định về biển. Các dự án của Hội đồng Giáo mục Ý cho các nước đang phát triển. Về Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Phủ Doãn Tông tòa Kampong Cham, Campuchia từ nhiệm. Giới thiệu Thánh ca, cho con biết yêu thương. Sau đây là phần tin chi tiết. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Chúa Nhật ngày 28 tháng 7, 2019. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung với mấy chục ngàn tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha suy niệm bài tin mừng của Thánh Luca. Trong đó, Chúa Giêsu dạy các môn đệ kinh lạy Cha. Ngài mời gọi mỗi người cầu nguyện, không ngừng, thưa chuyện trực tiếp với Chúa Cha và có mối tương quan cá nhân với Ngài như các em nhỏ làm với cha của các em. Đức Thánh Cha nói, Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ kinh lạy Cha. Các môn đệ đã biết cầu nguyện theo công thức truyền thống Do Thái, nhưng các ông ước ao có thể sống đời sống cầu nguyện có chất lượng như Chúa Giêsu. Họ thấy Chúa cầu nguyện không như các vị thầy khác, nhưng lời cầu nguyện của Ngài là sự liên kết mật thiết với Chúa Cha. Vì thế, các ông muốn được tham dự vào những giây phút kết hợp với Thiên Chúa để được nếm hưởng sự trọn vẹn ngọt ngào của nó. Như thế, một ngày kia ở một nơi thanh vắng, các môn đệ đợi Chúa cầu nguyện xong, liền tiến tới hỏi Chúa, lạy Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện. Do vậy, Chúa mời gọi các ông trải nghiệm việc cầu nguyện, đặt mình liên lạc trực tiếp với Chúa Cha, khơi dậy trong họ một khát khao về mối tương quan cá nhân với Cha. Đây là tính mới của cầu nguyện Kitô giáo. Cầu nguyện là cuộc đối thoại giữa hai người yêu nhau, cuộc đối thoại dựa trên sự tin tưởng, được nâng đỡ từ việc lắng nghe và mở lòng cho việc dấn thân. Với lời cầu nguyện này, Chúa làm cho chúng ta tham dự thâm sâu vào tình phụ tử của Thiên Chúa và chỉ cho chúng ta cách thức để bước vào cuộc đối thoại cầu nguyện và trực tiếp với Cha qua lòng tin tưởng của tình con hiếu thảo. Đôi khi trong cầu nguyện có sự lơ đãng, nhưng thường chúng ta cảm thấy muốn dừng lại ở lời đầu tiên, Cha, và cảm nhận được tình phụ tử đó trong tâm hồn. Rồi Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người bạn quấy rầy. Vì vậy, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng chúng ta phải kiên trì khi cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu xin Đức Maria, người phụ nữ cầu nguyện, giúp chúng ta cầu nguyện với Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu để sống tin mừng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các phái đoàn và ban phép lành tòa thánh cho họ. Đức Thánh Cha sẽ có các quyết định tốt cho Thượng Hội đồng Giáo mục vùng Amazonia. Tin Vatican. Những gì Đức Thánh Cha sẽ quyết định cho Thượng Hội đồng Giáo mục đặc biệt vùng Amazonia sẽ là một điều tốt. Giáo sư Rodrigo Guerra, thành viên của nhóm thần học trong Liên hội đồng Giáo mục
Mỹ Châu Latin, gọi tắt là Si Lam, đã khẳng định như trên liên quan tới vài phản biện đối với bản tài liệu cho Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia sẽ được triệu tập tại Vatican vào tháng 10 tới đây. Giáo sư cho biết, tài liệu làm việc này không phải là tiếng nói cuối cùng, nhưng chỉ là một lời mời gọi cùng nhau suy tư, đối thoại trong tinh thần trách nhiệm liên quan tới vùng châu Mỹ Latin đang có các vấn đề thê thảm nhất trong lúc này. Trong tiến trình chuẩn bị tài liệu làm việc, đã có sự tham dự rộng rãi của hơn 87.000 người thuộc các thành phần dân chúng địa phương, các cộng đoàn dân chúa, các diễn đàn tại 9 nước châu Mỹ Latin. Tài liệu không phải là một khảo luận thần học, nhưng là một đóng góp của nhiều người, trong đó có vài người chưa từng làm việc mục vụ trong vùng Amazonia. Liên quan tới vấn đề các linh mục Latin có gia đình, cần có các giải thích rộng rãi hơn. Đây là vấn đề đã có từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, khi Ngài cho phép các mục sư lưu thờ theo Công giáo thi hành chức linh mục. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã chấp nhận cho phép 20 mục sư Episcopal như thế. Và Đức Biển Đức thứ 16 cũng cho phép các mục sư Anh giáo tìm về hiệp nhất với giáo hội Công giáo được thi hành chức vụ linh mục. Vì thế, những gì Đức Thánh Cha Francisco quyết định cho Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia sẽ là điều tốt, với quan tâm về mục vụ cho dân chúng vùng này. Chuyến viếng thăm Iraq của Đức Thánh Cha Francisco được coi là chuyến tông du quan trọng nhất, tin Vatican. Nếu như Đức Thánh Cha Francisco cuối cùng quyết định sẽ thực hiện chuyến viếng thăm Iraq, thì đó có thể là chuyến tông du quan trọng nhất mọi thời đại. Đây sẽ chính là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến thăm Iraq trong bối cảnh hiện tại. Trên thực tế, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có cơ hội giới thiệu tầm nhìn của Ngài về việc hòa giải và nền văn hóa của sự gặp gỡ. Nếu như thành công, Đức Thánh Cha Francisco có thể khuyến khích sự chừng mực và tiết chế trên toàn khu vực. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã từng có ý định đến thăm thành phố Ur của Iraq như một phần trong chuyến hành hương về cội nguồn của đức tin nhân dịp Đại Năm Thánh 2000. Nhưng vấn đề an ninh đã làm tiêu tan những hy vọng đó. Nay một cuộc xung đột càng ngày càng mở rộng giữa Hoa Kỳ và Iran có thể có tác động tương tự đối với chương trình của Đức Thánh Cha Francisco. Tuần trước tại Roma, Đức Hồng Y Rafael Sacco, địa phận Baghdad, thượng phụ của giáo hội Công giáo Chaldean, hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ tận dụng cơ hội để ký một thỏa thuận với các nhà lãnh đạo Hồi giáo Shia, tương tự như tài liệu mà Đức Thánh Cha Francisco đã công bố cùng với vị Đại Aman của Đại học Hồi giáo Sunni Al-Anza khi Ngài thực hiện chuyến viếng thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào hồi tháng 2 vừa qua. Hôm thứ Tư, Đức Tổng giám mục Chaldean Anafali Habib Jahu, địa phận Barsa ở miền nam Iraq, đã phát biểu rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco có thể là sự tái sinh của cộng đồng Kitô giáo tại Iraq. Tuy nhiên, chuyến viếng thăm tới Iraq có thể vượt lên trên tất cả các chuyến tông du khác, xét về mặt hình ảnh mà nó sẽ tạo ra và những tác động của nó. Ngoài ý nghĩa chính trị, ngoại giao và chiến lược của nó, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sẽ có tác động gần như không kể xiết đối với cộng đồng Kitô giáo thiểu số ở Iraq. Thật vậy, sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco có ý nghĩa đối với những người này là thế giới sẽ không lãng quên họ và đồng thời sẽ không từ bỏ họ. Tòa Thánh kêu gọi lắng nghe tiếng kêu than của các dân tộc Trung Đông. Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco rất âu lo cho tình trạng nhận đạo tại Syria, cũng như thảm cảnh của các nước Palestine, Yemen và Iraq. Đức Tổng giám mục Bernardito Ahuja, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh đã cho biết như trên trong bài phát biểu trước cuộc hội thảo luận của Hội đồng An ninh Liên Hiệp Quốc về đề tài tình hình Trung Đông bao gồm cả Palestine. Ngài kêu gọi các dân tộc toàn vùng Trung Đông lựa chọn con đường đối thoại và theo đuổi một nền văn hóa khoan nhượng chung sống hòa bình để giảm bớt các khó khăn kinh tế, xã hội, chính trị và môi sinh đang đè nặng trên đa số dân toàn cầu.
Riêng đối với các căng thẳng giữa người Palestine và người Israel, vị đại diện tòa thánh kêu gọi hai bên nỗ lực có các cuộc thảo luận cởi mở và các hành động cụ thể với giải pháp thành lập hai quốc gia có các ranh giới được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế cũng cần tiếp tục trợ giúp nhân đạo cho người tị nạn Palestine nhằm giúp hai bên liên hệ đối thoại với nhau. Về tình hình tại một vài vùng bất ổn bên Syria, Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng giả điếc trước các tiếng kêu than của dân chúng đang thiếu thực phẩm, thuốc men và phương tiện giáo dục. Đức Tổng Giám mục Oza cũng chú ý tới tình trạng nội chiến tại Yemen với nghị quyết 2481 của Liên Hiệp Quốc về việc ngừng bắn và trợ giúp nhân đạo. Sau cùng, vị đại diện Tòa Thánh bày tỏ hy vọng Iraq có thể tiến tới hòa giải và tái thiết. Cộng đồng quốc tế nên nỗ lực tìm ra mọi cơ hội để giúp các cuộc thương thảo hòa bình cho vùng vịnh. Các vị lãnh đạo Tòa Thánh hành hương Mễ Du, tin Vatican, vào ngày 5 tháng 8 năm 2019, Đức Tổng giám mục Rino Ficicella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc, lễ hội của các bạn trẻ tại Medjugorje, cũng gọi là Mễ Du. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị lãnh đạo của Tòa Thánh đến Mễ Du. Mỗi năm có hàng triệu người hành hương đến Mễ Du, nơi Đức Mẹ hiện ra với 6 thiếu niên công giáo Croat ngày 24 tháng 6 năm 1981, và sự kiện này còn tiếp tục xảy ra. Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nào về tính chất siêu nhiên của các cuộc hiện ra, ngày 31 tháng 5, 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Henrik Hoser, nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận Warsawa Praha bên Ba Lan, làm kinh lược tông tòa đặc nhiệm tại giáo xứ Mễ Du vô thời hạn và tùy ý tòa thánh. Tiếp theo vào ngày 12 tháng 5, 2019, Đức Thánh Cha Francisco cho phép các giáo phận và giáo xứ thực hiện các cuộc hành hương chính thức tại Mễ Du. Việc cho phép hành hương tại Mễ Du của Đức Thánh Cha không có nghĩa là một công nhận chính thức các biến cố tại Mễ Du. Việc xác nhận tính chất xác thực của các cuộc hiện ra còn phải được giáo hội cứu xét thêm. Vì thế, cần tránh làm sao để các cuộc hành hương ấy không tạo nên sự lẫn lộn hoặc mơ hồ về khía cạnh đạo lý. Giáo hội Công giáo có bao nhiêu vị thánh? Tin Vatican. Trang web Aletheia đưa ra câu hỏi sau đây và nhiều người đã tham gia sôi nổi. Có bao nhiêu vị thánh Công giáo? Từ thánh xuất phát từ tiếng Latin Sanctus, có nghĩa là linh thiêng. Trong suốt nhiều thế kỷ đầu tiên của giáo hội, danh hiệu này được trao tặng cho tất cả những ai tử đạo và những người mà sự thánh thiện của họ được công nhận rộng rãi trong xã hội. Mãi đến năm 1588, Bộ Tuyên Thánh của Vatican mới chính thức được thành lập để điều chỉnh việc trao tặng danh hiệu này trong tiến trình phong thánh cho thật xứng hợp. Một cách tổng quát, giáo hội Công giáo có khoảng 8.000 vị thánh được chính thức công nhận. Chỉ tính trong thời cận đại, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên thánh cho 482 vị, Đức Benedicto thứ 16 đã công nhận 45 vị và Đức Francisco đã ghi danh 893 vị vào sổ bộ các thánh. Lý do cho sự gia tăng đột ngột con số các vị được tuyên phong dưới thời Đức Francisco là vì Ngài thường tuyên thánh tập thể, như việc tuyên thánh cho 800 vị tử đạo người Ý vào năm 2013. Từ năm 1983, tiến trình tuyên thánh trong giáo hội Công giáo trải qua các bước như sau. Thứ nhất là tuyên phong lên hàng Servus Dei, nghĩa là tôi tới Chúa, rồi đến bậc Venerabilis, nghĩa là bậc đáng kính, sau đó là Bitos, nghĩa là trần phước, và cuối cùng cao nhất được tuyên thánh Santis. Ngoại trừ trường hợp tử vì đạo, để được tuyên chân phước, đòi phải có một phép lạ được Chúa cho qua lời cầu bầu của vị ấy, và sau đó một phép lạ thứ hai để được tuyên thánh. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng số lượng các vị thánh công giáo là không thể đếm được, vì chữ này thường được dùng để chỉ tất cả những vị hiện đang ở trên thiên đường.
Điều quan trọng là mọi người đều được kêu gọi để nên thánh, và tất cả chúng ta nên cố gắng trở thành một vị thánh. Sự thánh thiện có thể đạt được đối với bất cứ ai mong muốn một mối quan hệ chặt chẽ với Chúa Giêsu và có thể đạt được trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào trên dương thế. Tòa Thánh kêu gọi thực thi hiệp định về biển, tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm chỉnh thực thi hiệp định về luật lệ khai thác biển cả, làm sao để mưu cầu lợi ích chung cho mọi dân tộc. Đức Tổng giám mục Bernardito Ahuja, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài phát biểu trong khóa họp kỷ niệm 25 năm Hiệp định về luật biển của Tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Ahuja ca ngợi các nỗ lực trong việc bảo vệ biển cả và khích lệ việc sử dụng các tài nguyên của chúng một cách chừng mực và hữu lý hơn, trong khi khoa học cho thấy tình trạng của các biển cả ngày càng tồi tệ hơn. Vì thế, Tòa Thánh yêu cầu có các thỏa thuận với các luật mới trong việc giữ gìn và sử dụng các tài nguyên quặng mỏ nằm trong biển cả, làm sao cho hữu hiệu theo tinh thần của Thỏa hiệp Paris. Để đạt được mục đích đó, vị đại diện Tòa Thánh đưa ra ba đề nghị để suy tư và nghiên cứu. Thứ nhất là duyệt xét lại tương quan của chúng ta với biển khơi. Trái đất này với các biển cả là món quà Thiên Chúa ban tặng cho toàn nhân loại để vui hưởng và cai quản nó. Vì thế con người có bổn phận săn sóc và giữ gìn nó với tinh thần trách nhiệm cao độ, chứ không chỉ khai thác và sử dụng nó. Thứ hai là tầm quan trọng của thế quân bình giữa việc bảo đảm các quyền kinh tế và lợi nhuận và bổn phận bảo vệ biển cả và các tài nguyên của chúng cho sự phát triển có thể chịu đựng được. Nỗ lực cộng tác giữa giới khoa học và giới làm ăn cần thiết cho các quyết định và các luật lệ tốt điều hành lĩnh vực này. Đề nghị suy tư thứ ba liên quan tới các xung khắc lợi nhuận có thể xảy ra. Thách đố lớn đối với các giới chức có trách nhiệm quyết định và các nhà làm luật là làm sao duy trì được sự hài hòa giữa việc duy trì biển khơi, các nguồn tài nguyên chung và khai thác mang lại lợi nhuận kinh tế. Và khi xảy ra các xung khắc, thì phải bảo đảm giải quyết chúng trong liêm chính và công bằng. Các dự án của Hội đồng Giám mục Ý cho các nước đang phát triển, tin Italia, Ủy ban của Hội đồng Giám mục Ý về sự hỗ trợ bác ái cho các nước thuộc thế giới thứ ba đã duyệt các dự án cho các nước châu Phi, cận Sahara và cho cả Nam Mỹ và châu Á. Các ưu tiên được giáo hội tại Ý quan tâm trước hết là phụ nữ, sức khỏe và giáo dục. Liên quan đến việc hỗ trợ cho phụ nữ, một dự án tài trợ xây dựng trang trại để giúp tái đào tạo và tái hòa nhập xã hội cho các phụ nữ tại vùng nông thôn Kiloka thuộc giáo phận Morongo ở Tanzania. Trước hết là dành cho các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chăn nuôi và nông nghiệp theo hướng tự duy trì, nhờ phương thức vi tín dụng. Cũng tại Trung Phi, các quỹ do Hội đồng Giám mục Ý hỗ trợ cho phép tạo ra một chương trình đào tạo cho các phụ nữ trong độ tuổi từ 16 đến 35, có thể chống lại các hành vi lạm dụng, vi phạm nhân quyền và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe và vệ sinh. Hoặc tại giáo phận Luanda ở Angola, quỹ được tài trợ để xây dựng một trung tâm được trang bị tốt cho khoảng 300 người già nghèo, trong đó có 100 người được chăm sóc thường xuyên. Bên kia Đại Tây Dương, tại đảo Haiti, một dự án sinh thái được tài trợ cho công nghiệp tái chế nhựa. Mục tiêu là lập ra một công ty chuyển đổi 80% chất thải nhựa trong khu vực để sản xuất thành gạch xây dựng, được đảm trách bởi 20 nhân viên và 100 cộng tác viên, đáp ứng nhu cầu làm việc và mức lương xứng đáng. Tại châu Á, ở Pakistan, quỹ sẽ hỗ trợ xây dựng nhà ở giá rẻ, có một phòng đơn với các nhà bếp và các phòng vệ sinh chung cho 100 gia đình vô gia cư với khoảng 800 người là nạn nhân của nô lệ và lao động trẻ em ở Chakwar, Punjab. Tổng số tiền của Hội đồng Giám mục Ý hỗ trợ các dự án trong năm nay là 13 triệu euro. Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc
tin Trung Quốc, các tổ chức công giáo theo đường lối của chính phủ Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ lùi bước. Bộ trưởng Hoa Kỳ tố cáo Bắc Kinh đàn áp tự do tôn giáo, nhưng Giáo hội Công giáo Trung Quốc quốc danh lên án sự cường điệu của Hoa Kỳ về vấn đề cộng sản đàn áp tự do tôn giáo. Hội nghị bộ trưởng được tổ chức tại Washington từ ngày 16 đến 18 tháng 7 đã được quảng bá như là sự kiện về tự do tôn giáo lớn nhất thế giới, quy tụ 1.000 nhà xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo tôn giáo đến từ 106 quốc gia. Hôm 20 tháng 7, Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc và Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã lên án hội nghị cấp bộ trưởng về thúc đẩy tự do tôn giáo lần thứ hai của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bởi vì nó thổi phồng chính sách tôn giáo và dân tộc của Trung Quốc. Hiệp hội tuyên bố rằng chính phủ Trung Quốc tận tâm thực hiện chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo và công dân Trung Quốc được hưởng tự do tín ngưỡng tôn giáo theo luật pháp. Cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Frank Wolf phát biểu tại hội nghị Washington rằng cuộc đàn áp tôn giáo ở Trung Quốc hiện tại là cuộc đàn áp tồi tệ nhất trong 30 năm qua. Các ví dụ, nghị sĩ Wolf nói, bao gồm việc buộc người Công giáo phải chấp nhận các giáo sĩ do chính quyền Trung Quốc bổ nhiệm và việc giam giữ hơn 1 triệu người Ngô Duy Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố tại hội nghị rằng Hoa Kỳ đang thành lập Liên minh Tự do Tôn giáo quốc tế. Phủ Doãn Tông Tòa Kampong Cham, Campuchia từ nhiệm. Tin Campuchia, ngày 25 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đơn từ nhiệm của cha Anthony Sami Susarai, 68 tuổi, thuộc Hội Thừa Sai Paris, khỏi nhiệm vụ Phủ Doãn Tông Tòa tại Kampong Cham, Campuchia. Hiện nay, Giáo hội Công giáo Campuchia có khoảng 21.300 tín hữu, với một đại diện tông tòa tại Phnom Penh do Đức Cha Olivier thuộc Hội Thừa Sai Paris cai quản, và hai phủ doãn tông tòa, một tại Battambang do cha Kai Alva Gonzalez thuộc dòng tên cai quản, và một tại Kampong Cham hiện đang trống tòa sau khi cha Anthony Sami từ nhiệm. Tin mừng đến Campuchia từ giữa thế kỷ 16 do các tu sĩ dòng Đa Minh người Bồ Đào Nha rao giảng. Theo thống kê của Tòa Thánh năm 1953, số tín hữu Công giáo ở Campuchia khoảng 120.000, trong đó có khoảng 50.000 là người Việt. Tuy nhiên, đến năm 1972, sau cuộc hồi hương của người Việt, số tín hữu Công giáo chỉ còn lại khoảng 21.000. Vị Phủ Doãn Tông Tòa là một linh mục đứng đầu một miền truyền giáo vẫn chưa được phát triển để có thể thành lập một giáo phận gọi là Hạt Phủ Doãn Tông Tòa. Giới thiệu Thánh Ca. Kính thưa quý vị và anh chị em, trước khi kết thúc chương trình Thời sự Giáo hội và Thế giới hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu một bài thánh ca của linh mục nhạc sĩ Từ Duyên mang tựa đề Cho Con Biết Yêu Thương. Bài thánh ca này sẽ được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Như Ý. Kính mời quý vị và anh chị em cùng thưởng thức. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say yêu tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, tình yêu con Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con
trọn tình. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.